Nấu nướng thực phẩm không đúng cách làm tăng mức cholesterol khi bạn sử dụng. Nếu không kiểm soát có hiệu quả mức cholesterol trong cơ thể, điều này thực sự nguy hiểm khi nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Sau đây là một số đồ ăn thức uống cũng như cách chế biến khiến cholesterol tăng cao chúng ta cần chú ý. Đầu tiên là đồ chiên. Chiên thức ăn có thể làm tăng lượng chất béo, lượng calo tiêu thụ và cholesterol theo thời gian. Thực phẩm đã được chiên rán có hàm lượng chất béo cao hơn so với các thực phẩm cùng loại được nấu cách khác. Rất nhiều đồ ăn vặt ngon miệng như là khoai tây chiên, bánh rán, thế nhưng những món ăn này chứa chất béo chuyển hóa có hại cho sức khỏe tim mạch của chúng ta. Tiếp đến là đồ nướng. Đồ nướng đóng gói và chế biến sẵn có thể làm tăng mức cholesterol của bạn theo thời gian. Chẳng hạn như là món khoai tây chiên nướng hoặc là các món ăn nhẹ chế biến khác có hàm lượng chất béo cao và chủ yếu được làm từ carbohydrate tinh chế. Điều này có thể làm tăng chất béo trung tính trong máu của bạn và gây viêm trong cơ thể. Thứ ba là thịt đỏ đã qua chế biến. Các loại thịt đã qua chế biến như là xúc xích và thịt xông khói có nhiều chất béo bão hòa và natri có thể làm tăng mức cholesterol của bạn. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng chuyển hóa bệnh tim mạch, tiêu thụ thịt nướng, chế biến thường xuyên là nguyên nhân gây tăng mức cholesterol và chất béo trung tính. Vì thế khuyến khích bạn hãy dành thời gian chọn thịt tươi sạch và tự chế biến ở nhà. Ăn thức ăn chiên rán hàng ngày, uống rượu bia hàng ngày, hút thuốc có thể làm tăng mức cholesterol của bạn và khiến bạn dễ gặp phải các nguy cơ sức khỏe nguy hiểm. Không nhất thiết phải bỏ hoàn toàn những thực phẩm này và thỉnh thoảng bạn có thể ăn chúng. Điều quan trọng là cần phải tuân thủ lối sống lành mạnh, ăn uống có kiểm soát và đặc biệt nên chú ý tập thể dục mỗi ngày để ngủ ngon hơn, giảm mọi căng thẳng trong cuộc sống bạn nhé. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.